của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Minh Châu. Em chào anh Vũ. Anh Vũ ơi, mấy ngày lễ Noel qua thiệt là nhanh luôn á. Bây giờ chuẩn bị tới Tết Tây rồi nè. Vậy là mọi người ai cũng sẽ có một dịp thật là bận rộn để chuẩn bị cho năm mới. Em biết không, đối với nghề bếp của tụi anh, thời gian này cũng rất là bận rộn vì tụi anh rất là có là nhiều tiệc. Tụi anh phải nấu rất là nhiều món ăn Âu để đãi các du khách đó. Tại vì đang là mùa Tết Tây mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh ơi, em thấy trên bàn tiệc của người phương Tây á, hay có một món là món gà tây quay. Tại sao vậy anh? Gà tây, chúng ta còn gọi là turkey. Thì đó là một cái món ăn người ta thường dùng trong cái lễ Noel cũng như là những cái lễ mà tạ ơn Thanksgiving đó. Vậy ngày hôm nay anh Vũ có ý định là một món gà tây nào cho em ăn không? Chắc chắn rồi. Thưa quý vị và các bạn, đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn được chế biến từ gà tây, đó là món gà tây cuộn hạt sen. Để chuẩn bị cho 4 người ăn thì nguyên liệu của chúng ta cần có đùi gà tây một cái khoảng 600-700 gram, thịt nguội cắt lát 1 lát, giò sống 25 gram, mỡ heo xay 50 gram, rượu brandy, hạt sen luộc sẵn khoảng 50 gram, cà rốt băm, hành lá cắt nhỏ, hành tây băm, nước tương đi sa và một số gia vị thông thường. Ngoài ra, để cho món ăn của chúng ta thêm đậm đà thì một nguyên liệu nữa không thể thiếu, đó là hạt nêm ai di ngon. Trước tiên, hạt sen tôi sẽ cắt nhỏ. Thay vì dùng hạt sen tươi, em dùng hạt sen khô được không? Cũng được Minh Châu à. Hạt sen khô thì có thể dễ bị sượng, dùng hạt sen tươi thì chắc ăn hơn. Hạt sen này chúng ta chỉ cắt nhỏ ra khoảng 1/4 là vừa. Kế tiếp chúng ta sẽ lóc xương gà. Chúng ta dùng dao mũi nhọn cắt một đường dọc theo cái xương của con gà. Kế tiếp chúng ta rạch tiếp một đường cũng song song như vậy. Các bạn lưu ý chúng ta nên để dao sát vào xương, như vậy thì chúng ta mới lọc được hết thịt. Sau đó chúng ta luồn mũi dao ở phía dưới xương như vậy, rất là dễ dàng. Vì gà tây có rất là nhiều gân, mà gân của gà tây thì rất là cứng, nên chúng ta phải lấy hết sạch những sụn cũng như là những cái gân ở trong đùi gà tây ra. Đây, sẽ lấy cho Minh Châu xem đây. Những cái này rất là cứng ha, chúng ta phải chịu khó lấy cái này bỏ đi. Sau khi chúng ta đã lấy sạch gân và sụn thì chúng ta sẽ cắt miếng gà tây dày khoảng 1 cm. Sau khi thịt gà chúng ta lặn mỏng dày khoảng 1 cm, chúng ta sẽ khứa thành những đường dài như vậy. Tức là sao mình khứa xong rồi mình còn phải đập nữa? Đúng vậy. Các bạn lưu ý, trong quá trình chúng ta đập, chúng ta nhớ vừa đập vừa kéo miếng thịt ra như vậy để được một cái bề bản rộng, chúng ta cuộn sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ ướp với ai di ngon, một ít muối, chúng ta nhớ thoa đều, chúng ta để một lát cho thịt thấm. Kế tiếp phần thịt thừa chúng ta sẽ băm nhuyễn để làm nhân. Chúng ta cho giò sống vào, mỡ heo xay, hành lá cắt nhỏ, cà rốt băm, hạt sen luộc và một ít rượu brandy, khoảng 1 muỗng cà phê thôi các bạn ạ. Kế tiếp chúng ta sẽ ướp với một ít muối, một chút tiêu, 1 muỗng cà phê ai di ngon và chúng ta sẽ trộn đều. Bây giờ chúng ta sẽ thêm phần cuộn gà, chúng ta cho thịt nguội vào. Kế tiếp chúng ta sẽ cho nhân lên. Xong rồi, chúng ta cuộn tròn lại. Kế tiếp chúng ta sẽ cột cuộn thịt gà. Chúng ta sẽ dùng một sợi dây nhợi bằng cu tông, chúng ta sẽ cuộn lại như vậy, các bạn quan sát nhé. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục luồn cái sợi dây dưới cái vòng mà chúng ta đã thắt khi nãy. Bây giờ Minh Châu phụ anh chiên gà nhé. Tuân lệnh đầu bếp. Còn anh thì sẽ làm sốt hành. Chúng ta sẽ cho gà vào. Đó. Anh cũng cho vô đây một ít dầu. Cho một củ hành tây băm vào. Chúng ta phải chiên lửa nhỏ thôi và chiên cho tới khi mà hành chuyển sang màu vàng nâu luôn. Mình chỉ chiên đến khi da gà vàng đều thôi đúng không anh Vũ? Đúng vậy mà. Sau khi hành tây đã có màu vàng nâu như vậy, ta sẽ cho vào một chén nước. Chúng ta nêm một ít ai di ngon, một chút tiêu, chút xíu muối và chút đường. Rồi bây giờ gà đã xong, mà trước khi cho ra khay thì chúng ta phải pha cái hỗn hợp để mà phết lên cho trong quá trình chúng ta nướng, để cho cái gà chúng ta được màu được đẹp hơn và thấm gia vị hơn. Gồm có 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước và 1 muỗng canh nước tương lisa.
tất cả chúng ta hòa tan đều. Rồi bây giờ Minh Châu canh chảo sốt hành giùm anh nha. Dạ, khi nào Minh Châu thấy nước sốt nó vừa sệt là được. Bây giờ anh sẽ nướng gà. Để gà cho được đẹp và thấm vị thì trong quá trình chúng ta nướng, chúng ta nhớ phết cái hỗn hợp nước tương mà chúng ta đã pha khi nãy. Bây giờ sốt hành đã có độ sệt vừa phải rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một ít nước tương Lisa vào để tạo màu nâu hấp dẫn hơn và cũng thêm cái vị đậm đà nữa. Khoảng chừng nửa muỗng cà phê thôi. Bây giờ mình cho quậy đều giùm anh nha. Bây giờ để anh kiểm tra xem cuộc gà mình đã chín chưa nha. Đây, wow, gà đã chín vàng rồi. Rồi chúng ta sẽ cắt bỏ phần chỉ đi. Sau khi đã lấy chỉ xong, chúng ta sẽ cắt thành từng khoanh và chúng ta bày ra dĩa. Kế tiếp ta sẽ cho sốt hành tây lên và anh sẽ cho một ít rau lên. Mình dùng loại rau nào cũng được đúng không anh? Đúng vậy Minh Châu ạ. Và một ít cà rốt cắt quả trám. Cuối cùng thì chúng ta cho một cọng rau thơm lên. Đây anh sẽ cắt một miếng cho Minh Châu thử. Rồi nào bây giờ mời em. Cảm ơn anh. Quý vị khán giả thân mến, món gà tây cuộn hạt sen rất ngon, các gia vị rất là hài hòa với nhau. Gà tây đặc biệt là mềm chứ không có dai như gà ta ha anh Vũ ha. Đúng vậy. Quý vị khán giả thân mến, hãy liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày qua số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 061-383-4455. Còn bây giờ thì Minh Châu và anh Vũ sẽ nói lời chia tay với quý vị rồi. Chúc quý vị và các bạn có một năm mới với thật nhiều thành công mới. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.